Thưa quý vị, một dự án nuôi cá đầy sáng tạo tại Nam Phi có thể sẽ giúp cho các cộng đồng dân cư nghèo ở nước này tự kiếm sống bằng cách nuôi cá trong các container. Bằng cách này thì dự án không chỉ tạo thêm công ăn việc làm cho những người dân mà còn có thể hỗ trợ cho các gia đình có thêm được nguồn protein cần thiết trong các bữa ăn. Nổi tiếng với mùa hè ấm áp và những danh lam thắng cảnh, Cape Town cũng là quê hương của Khayelitsha, một thành phố bị lãng quên và chật chội với hơn 700.000 dân. Tại đây, tỷ lệ thất nghiệp và phạm tội luôn ở mức cao, khiến cuộc sống của người dân rất khó khăn. Và để làm một cái gì đó có thể góp phần xóa đói giảm nghèo, một doanh nhân tại địa phương đã nảy ra ý tưởng xây dựng các trang trại cá di động được làm từ những thùng container rộng. Bằng cách này, người dân có thể kiếm được tiền từ việc tạo ra những con cá chất lượng cao. Để đầu tư cho một trang trại di động không hề tốn kém, trong khi bạn có thể nuôi cá và sau đó kinh doanh ngay tại khu vực chăn nuôi, rất thuận tiện. Các trang trại cá sử dụng một hệ thống lọc nước tuần hoàn. Theo tính toán của Fleming, một khi được thu hoạch, trung bình mỗi tháng, hình thức nuôi cá này có thể đem về khoảng 370 đô la Mỹ lợi nhuận. Với sự hiểu biết rằng mỗi ngày có 5 triệu người dân Nam Phi ngủ dậy vào buổi sáng và chẳng có việc gì để làm, không có nơi nào để đi và không có hy vọng, đối với tôi đó là một quả bom nổ chậm. Do đó, nỗ lực của tôi chỉ nhằm mục đích góp phần nhỏ bé để phục vụ cộng đồng. Hiện mô hình nuôi cá mẫu của Fleming đang được tài trợ bởi các nhà tài trợ tại địa phương, song ông hy vọng hình thức này sẽ sớm được đưa vào áp dụng tại các cộng đồng dân cư, không chỉ ở Nam Phi mà ở bất cứ nơi nào con người cần có một nguồn công việc và nguồn dinh dưỡng ổn định.